Dạ, xin chào bà con. Bà Hằng đang live stream và đang thuê một người nói xấu Đinh Lan là có một cái ông nào đó nói Đinh Lan cặp với người hành nghiện gì đó, rồi ở thuê, rồi đi xe ôm, không có tiền trả gì, lâu lâu hết. Cái chiêu này bà Hằng làm hoài, ca sĩ Phi Nhung cũng vậy. Cũng như có người điện thoại tới là dơ ra, nếu mà ngon, dơ luôn số điện thoại của người gọi tới. Xong sau đó bà Hằng và cái người gọi điện thoại đó mang tội bôi nhọ vu khống danh dự người khác. Đụng tới ca sĩ Phi Nhung thì họ im nha, đụng tới Đinh Lan là xấu số rồi. Đây là phòng nuôi đông trùng hạ thảo nhỏ của Đinh Lan ở tại Sài Gòn. Nhà ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đinh Lan có hai căn, căn bên này và căn bên kia. Hai căn là 8m2, chiều sâu 16. Dạ em nghèo lắm, nhà em có máy tắm à, vậy thôi. Còn nếu như mà đi điều tra được thì mới hay chứ, cho một cái ông nào đó rồi lên này nói là ok nghiện đi xe ôm cái gì đó, lấy thằng nghiện rồi gì đó, quánh lộn quánh lạo vậy đó, người đó cũng chả biết gì luôn. Nhưng ngày hôm nay câu chuyện bịa ra một cái người nào đó để mà bôi nhọ Đinh Thị Lan này thì bà Hằng chắc chắn là xấu số rồi. Tôi sẽ làm cái đơn tố cáo gửi ngay, đang livestream ở Bình Dương đúng không, ông Dũng bị bắt rồi đúng không, ông Dũng là coi bị bắt rồi, cho nên ngày hôm nay livestream ở Bình Dương đúng không bà Hằng? Ok, tôi sẽ gửi cái tờ đơn tố cáo lên công an Bình Dương nha. Trên đây tiếp là cấm tuyệt đối mà bôi nhọ người khác. Rồi bây giờ bà con tạm dừng để lăn qua dừng cho bà con tham quan cái cơ ngơi của Đinh Lan nha.